Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì clip hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách vẽ chuyện, vẽ cái thọ đó. Thì mình bắt đầu làm luôn nhé. Thì đầu tiên là mình vẽ cái đoạn này trước đi. Đây thì toàn là những cái mà kiến thức nó đơn giản thôi, mà chỉ dành cho các bạn nào mới vào nghề mới mua máy ấy. Đấy các bạn với những hàng chuyện này, mình khi mà mình vẽ được ấy thì nó sẽ được đều này. Đấy, cái chuyện ví dụ 5mm nó đều 5mm hết. Đấy, các bạn có giãn thì cũng nó chỉ được nhanh đó, nhưng mà một đội là cái chuyện này sẽ bị méo đúng không. Thì đây mình xin chia sẻ cách vẽ chuyện tương đối là nhanh, vẽ chuyện nó nhanh thôi, cái chuyện như này là nhanh thôi đó. Bắt đầu làm này, mình làm trước này. Đầu tiên là mình căn cho cái ảnh này nó vuông lên này, đứng lên này, bằng vẽ hàng thẳng này. Đây, các bạn đo góc này 3,871 này. Đó, các bạn xoay ảnh này, rút này, rút ghi này, cùng chiều 3,871 này. Cái thứ hai 3,871 này. Ok. Đó. Này, đây là thằng này nha. Cắt ảnh đi này. Đó, đây còn mình như này. Đó, để ô này mình cho to thêm một tí này. Đó. Ước trường thôi nhá, không ước trường này thôi. Đó, thì các bạn cách làm các bạn vẽ giống như cái vẽ bách truyện ở cái video trước mình làm ấy. Đó, các bạn chỉ cần vẽ này, đó, để theo đường gân giữa nó này. Rồi đây, đường này tiếp, đây, này đang xuyên suốt tại đây luôn. Đó, rồi, bỏ này đi. Thích thì các bạn có thể lật dạng được. Đấy, cái này để làm rất nhanh. Đó, cái này đi này. Đó. Đó, hình ra. Đó, ăn 3 này. Bắn chẹn trước, đây, bắn chẹn đây. Ví dụ các bạn cho này to 5mm, bấm 2.5mm vào đây. Đó. Rồi, ok. Đấy, các bạn lật sang này. Đó, ba lật sang này. Đó, ok. Đấy, công việc tiếp theo là các bạn chỉ cần bắn lên chỉ là xong thôi. Đó. Đó, vào này, đây là công bắn chỉ. Mét này. Ok. Đó, các bạn ví dụ các bạn muốn cho cái thằng này nó ra tận ngoài này nhá. Đó, thì các bạn có thể là quét vào góc này này. Đấy, các bạn. Cho này thì sang này. Ở đằng sang này. Đấy, chuẩn được. À, này nữa. Đấy, tùy mình nhá. Đấy, nghĩa là các bạn quét vào đúng nút là được. Nếu mà ở đây này, nếu mà ở đây các bạn muốn nó cái đầu nó như cái thằng này này, à, thì các bạn có thể là bỏ đi này, mình lại xóa mất được mình rồi. Đây, bỏ xóa đi. Đấy, các bạn có thể vào đây này, hay các bạn chọn ở đây này, đấy, tùy mình nhá. Đấy, gọi lại được. Đó, được chưa? Nhìn thấy cái đầu này nó sẽ như cái ảnh kia. Đó. Ok. Các bạn muốn đầu này chạm đây thì các bạn lại quét vào đây thôi. Các bạn cho ấn sang. Đó, được chưa? Các bạn lật nó sang. Không cần lật cũng được. Đây, đường giữa này kia nha. Đó, ok.
cái quả đây các bạn, để cho lồi xuống. Ok, ta cũng vào đây này. Quả xịt D này, trên này. À thì đây là chân này, không có chân thôi, cho 4 ni luôn. Bo thì cũng đã lèn xuống 4 ni. 4 ni luôn, đó, được chưa? Ok. Đó. Các bạn lật sang này. 4 này. Đó, ok. Đó, như của ảnh đó đúng không? À, đây thì có cái đường ngoài nhá, thì cái đấy các bạn tự cho nhá, làm như thế thôi. Đây mình tiếp tục này, thứ hai là mình vẽ cái chữ thọ này này. Đó thọ này thì mình sẽ nó to một tí này. Đó, ok, các bạn vẽ hai đường thẳng này, làm mốc nó. Lệch này, lệch cho các bạn di chuyển sang. Cái này là ok này rồi. Thì để khi mà mình vẽ cái chuyện này nó không bị di chuyển ấy, thì mình có thể khóa cái ảnh này vào. Đấy, đó, vào đây. Vào đốc này. Đó. Và chúng ta vẫn bấm thì không bao giờ nó ảnh nó di chuyển đúng không? Đấy, khi các bạn muốn mở nhá, các bạn bấm vào đốc này, các bạn chọn là thằng lock này. Đây, đây mình muốn khóa lại, được chưa? Các bạn vẽ mình một cái hình tròn này, cái cổ này. Đó, nó chữ thọ này mà tròn nhá, đó, được chưa các bạn? Ok, thì các bạn có thể là, đây mình nhìn thấy cái đường này nó nhỏ đường này, mình cứ làm đều hết nhé các bạn. Ví dụ mình muốn tròn này 5 ly à? Mình ăn 5 vào này, 2 ly rưỡi này. Đó. Mày bé quá, mình cho to tí nữa ta. Mình mở quá ra. Đó, mày bé quá. Ok. 5 này. À, ok. Và tiếp tục mình tính này. Và đây 2 ly rưỡi nữa này, 5 ly này. Đó, thì mình đã ăn 5 và 5 ly đúng không? Đó, thì nó ra đường giữa ở này. Đó. Thì bắt đầu mình sẽ đi vẽ này. Thì các bạn bắt vào đây, bắt điểm vào đây. Đây, các bạn vẽ một lý này. Mình chỉ cần một lửa thôi nhá, không còn nhiều đâu. Này đến đây thì hãy mình sẽ lửa nó. Đây. Cái đầu này mình xử lý sau nha các bạn. Đó, tiếp tục. Cái này mình làm là thôi, làm sẽ nhanh. Đó. Ok, cái điểm này thừa mình cắt đi. Đó. Đôn cái này mình 1. Này cắt đi. Thừa đúng không? À, thừa cắt đi. Rồi ok, mình đã cắt. Đó, mình zoom lại này. Đó, đó này này, ok. Đấy, bây giờ mình chỉ phải bắn chỉ lên thôi. Đấy, thằng này, xóa thằng ngoài đi này. Thằng này là mình tính đến 5 ly đúng không? Đấy, mình cho 2 ly rưỡi này. Mình chọn vào đây này. Đó, và thằng này. Thằng này tương tự này. Đấy, thế này. Ok. Rồi, đấy các bạn làm như này thì những cái đường này các bạn này, đấy, nó khung theo đường này. Đó, được chưa? Đấy, các bạn ăn 5 ly như thế cho mình nhá. À, thiếu một đường này nữa. Đấy, các bạn bắt vào đây. Ok. Chỗ này thì sao? Thì chỗ này mình xử lý thế nào? Đó. Chỗ này thì mình ẩn ảnh đi nhá để mình nhìn cho nó dễ nhá.
đây này, vào đây này. Đấy, mở ra này. Đấy, mình có thể quét nút này cho nó di chuyển ra. Đó, nó thành rồi. Ở này mình xem ảnh của nó này. Đó, các bạn thấy chưa? Đây của mình, cái đường này mình làm hơi bé, đúng không? Các bạn làm, các bạn có thể giống nó, các bạn có thể là này. Này, các bạn cho lên một tí, đúng không? Đúng không? Đúng không? G này. Đó, cắt đi, 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 đi. Để ra thôi. Đó. Zoom lại này. Ok. Đó, các bạn để tạo khung 3D cho thằng này này. Đó, Shift D thôi. Các bạn làm o tròn giống nó này. Nó lên một tí này. Đó. Ok. Đấy, các bạn Shift D này. Đấy, các bạn bật cho 4i nhá. Đấy, các bạn điểm vào đây thôi. Đấy, các bạn làm bắn lệnh cái đường dây này, bắn lệnh chỉ không bao giờ no, chỉ nó bị hở mà không bắn được, đúng không? Đấy, yên tâm. Đó, đấy, bé cũng còn lại các bạn chỉ cần lật chuyển sang thôi. Đấy, ok, thế là sẽ ra hình cái thoại. Đó, các bạn thấy chưa? Đây, các bạn xem này, đây đó. Đấy, các bạn thích đường này dài, các bạn có thể kéo dài đường này ra nhé, đây đúng không, đây, mình kéo dài này ra này, chỗ này lùi vào một tí, cái đấy thì do mình nhá. Đấy, bây giờ mình chỉ dạy các bạn cách làm thôi. Đấy, thì cách làm chuyện này, đấy các bạn lưu ý này. Đấy, các bạn vào công cụ này nhé, đây đây công cụ này, hoặc các bạn có thể vào edit này, vào thằng xplane này, xpan này, đó vẫn ra đúng không? Đấy. Ví dụ các bạn chuyển, các bạn cho 5 ly thì các bạn chỉ cho lửa thôi, 2 ly rưỡi này, được chưa? Đấy, đây là các chế độ của nó. Đấy, đây là chế độ offset vào này, đó, nhọn vào này, đúng không? Đấy thì tùy mình nhá. Ở cái video này mình chỉ xin giới thiệu các bạn này cách vẽ cái chuyện này, đấy, cái vẽ kiểu cái thọ. Đó, thì là nó đơn giản thế thôi. Đấy, hy vọng là cái video này sẽ giúp được ích cho các bạn. Đấy, những bạn nào chưa biết thì có thể vào đây xem. Còn những bạn nào biết rồi thì không cần, đúng không? Đấy, cái này nó đơn giản thôi. Thì video hôm nay mình xin là kết thúc tại đây. Thì nếu mà các bạn thấy video này hay ấy, thì hãy cho mình xin một like này và chia sẻ để cho mọi người cùng biết. Và nhớ là cái bấm đăng ký kênh, bấm một chuông ở gần đó. Chào tất cả các bạn.